Chào bà con, ngày hôm nay ngày Chủ nhật á, bà Việt Kiều Úc đang rủ nhau ra ngoài chợ để tham quan những người quen biết ở ngoài chợ đây. Việt Kiều thì cũng đơn giản thôi, cũng để ở đây là đường đi chợ. Đó, đây là cái chợ Giấc Mơ ở trong ngõ hẻm đi ra đó. Thì anh thấy chợ ở đây thì người ta xây dựng từ năm 1945 khi di cư vô từ miền Bắc vô Nam. Thì cái chợ người ta mở từ hồi đó tới giờ, cái không gian hồi xưa thì rất là rộng lớn, nhưng mà thời gian bây giờ thì bắt đầu người ta xây dựng, mình càng thấy như nó càng ngày nó càng nhỏ hẹp lại á, tại vì người ta thì đất đai bây giờ càng ngày càng hiếm rồi, con người càng ngày càng đông, thì nên cái không gian chợ vì nó hẹp lại nhiều. Thì mình hy vọng là tương lai ở nơi đây người ta có thể xây lên giống ở hải ngoại đó, thì ở dưới có thể buôn bán những hàng mà đồ ướt, thí dụ thịt cá, rồi ở trên thì bán rau cỏ, rồi trên nữa thì bán được, có thể bán quần áo. Thì vì như vậy cái chợ này thì nếu mà xây dựng theo cái tính cách của Tây phương đó, thì nó rất là rộng lớn, không có nhỏ gì đâu. Nếu mà chệt chệt như vậy á, mình thấy rất là nhỏ. Đó, thì xe của Honda người ta đi chạy nầm lợp vậy á. Thì mình băng qua đường á, thì mình cũng phải quay lại hai bên á, để tại vì xe cộ nó nhiều khi nó cũng chạy ngược chiều đó bà con. Bây giờ tới cái tiệm vàng Ngọc Dung, thì bà con có thể dân Việt Kiều có thể đi đổi tiền á. Dân Việt Kiều đi đổi tiền ở đây cho anh. Thì ở đây họ đi đổi, thông thường đổi tiền nó đổi tiền đóng với tiền vàng dễ dàng hơn. Tiền hôm nay bao nhiêu chị? Dạ. Úc Canada xuống hết hả? Dạ. Cô giấy mà chưa chị đi này. Ở bên Việt Nam thì chị coi mặc lại coi, thì chị đâu thấy đâu. Thì mày giống chị Toán nhiều. Giống chị Toán nhiều mà giống chị giống vậy. Để thăm mẹ à? Thôi, già rồi thì vậy thôi. Chú cắt về nhiều khi lại sướng hơn, sống lại đau đớn. Đúng rồi. Tại sống rồi cũng quá dư thừa, đủ quá độ còn dư thừa nữa. Đúng rồi. Ông xã của em thôi. Con bà ấy đi cà phê bên đây là đúng là nhìn nhận đó là em anh Chảnh á, em anh nhà Chảnh bán cà phê. Đi về đây. Đi rồi. Đi hồi nào? Bao nhiêu năm rồi? Nói đi coi như là ở nước ngoài hay là lâu rồi anh? Trước cảnh thế nào? Trước 1.650.000 1 triệu 6 xong về năm mang thì mới về. Thế đang sai sai tiền kia rồi mà. Đấy, đi một biên, hồi đó đi một biên. Biết là chắc 80, 81. Dạ, mình đi 80. Có nguyên biên 81 mà quay về. Ra biển 2 ngày 2 đêm rồi. 2 ngày 2 đêm. Đây ông chủ tiệm vàng đây, thì hồi trưa cũng đi vượt biên nhưng mà trời không cho. Đến đây về Việt Nam để mở tiệm vàng thôi. Thì nếu mà hồi đó anh mà đi cái thời gian đó về sang cũng là 80 hả không? Thì thời gian đó người ta đi nhiều. Thì còn với 3 tháng sau đi nọ. Dạ. Còn với ông anh bà này. Dạ. Đi nọ. Đấy này hắn chung bằng ngung đấy. À chung. Ừ đấy đi ở đảo Bi Đông rồi ở cùng đấy. Dạ. Gia đình ông Hưng. Dạ. Bán vải này. Coi hồi đó mình đi
năm 80 bên sang bên Phi đó, được gặp bác Nho Nho Đọ Lên rồi Hùng Chết Dũng Chết á, rồi gặp cả đám khoa gì mà ông bị liệt chân á, khoa dư rư 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 dạ thì Đức Đặng Tân Bà Tý này kia nọ thì Xuân Bà Tý thì mấy tay giúp người sang đó cái nó thì hầu như là lúc mà tàu nó vớt nó đưa về đó hết dạ thì tàu Mỹ tàu Pháp từ nước này kia vớt thì nó mang tới năm 2019 thì chuẩn bị đi thì dạ. Nó biết nó ngưng à, nhưng anh chị có diện đi rồi nhỉ? Hai đóng tiền visa xong rồi hết 2 năm nay rồi mà nó đông gọi đâu. Tại vì hồ sơ tồn quá trời đông. Dạ đúng. Thì trước mà thời điểm mà tôi chuẩn bị phỏng vấn dạ. Thì có khoảng chừng tới 60.000 hồ sơ thôi. Mà giờ lên tới gần 500.000. Wow. Đấy rồi vậy gấp bao nhiêu lần? Nên đình hoãn lại người ta nên kẹt hết. Đấy cái thời gian đó ông Trung ông ý, bán, này giờ bán dạ. Chuẩn bị bàn giao đó ông dạ. Đã bắt ngưng một năm trời đấy. Dạ. Thì đứa cháu có hai gia đình nó đang chờ mà nó bị kẹt đó. Nó cứ hẹn từ 6 tháng hẹn tiếp 6 tháng tiếp. Dạ. À, đây mình có thể quay cái này được không? Quay cái được không? Không sao không? À, ở đây Việt Nam người ta cũng kinh doanh vàng bạc cũng rất là nhiều với đá quý nữa bà con. À, đá quý nữa thì cái giá cả nó giống như hải ngoại vậy á. Người ta cũng ghi giá từ cái loại gì này. À, thì giống như hải ngoại vậy thôi. Coi trưng bày cũng rất là đẹp mắt nè. Đó là đây là cái này vàng trắng hay là kim cương gì anh? Bạch kim dạ. Dạ. Và cái này cái vàng bằng quý. Bạch kim thì nó mắc hơn vàng trắng. Rồi rồi vàng á, vàng đi người ta làm cũng đẹp quá trường bà con nè. À, đẹp. Đây là coi như cái này thì không biết à, cái mấy cái vàng này làm ở Việt Nam hay ở đâu vậy anh? Ở đây hả? Ồ Việt Nam vừa khéo tay của bà con. Làm coi như rất là tinh xảo nha. Đẹp. Rất là tinh xảo để coi thì người đá ở Việt Nam thì hôm vừa rồi mình đi ngoài miền Trung mình quay đó, cũng nhiều kiểu đá rất là đẹp. Ở bên này người ta cũng có đá người ta gọi là cẩm thạch. Cái này gọi cẩm thạch hay là cái gì chứ? Đây này mấy cái đá này nè. Đá xanh, đá cẩm thạch. À, đá cẩm thạch đó bà con. Thì người ta có rất là nhiều màu đó ha. Thì người ta làm rất là tinh xảo. Rất là tinh xảo. Hả? À, dĩ nhiên là đẹp rồi. Mấy bạn đeo vô thì cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà hơi đau lưng nha. Dạ đau lưng. Dạ. Ờ, thì bà con mai kia về Việt Nam á, nhớ ghé qua tiệm gì Ngọc Dung à, nhớ cái tiệm Ngọc Dung này thì đi mua ủng hộ cho hai ông bà này nha. À, mình thấy vàng đây rất là tinh xảo đẹp lắm à, giá cả cũng vừa phải bình dân thôi. Thì khi nào có dịp á, thì ghé qua đám chợ Giấc Mơ đó để mua ủng hộ cho hai anh chị Ngọc Dung này. Thì vừa rồi anh chị cũng nói là con cũng diện đi Mỹ rồi đó, nhưng mà đang còn yêu mến Việt Nam thành ra chưa chịu đi. Để có thời gian nào đó thì người ta cũng có góp mặt với bà con ở bên hải ngoại đó. Đây là điện ở đâu, dàn đá nè, đẹp quá chừng nè. À, bà con thấy đẹp không? Rất là tinh xảo ha. Việt Nam coi như họ làm cũng khéo tay quá chừng đi á. Khéo tay thợ Việt Nam, nói chung là Việt Nam mình thấy thông minh lắm, nhưng mà tại không gặp cái môi trường đó. Không gặp cái môi trường thành ra rất là đó, quá trời đẹp nè. Để không thua gì hải ngoại hết bà con. Đó, thì hiện tại giờ mấy bà Việt Kiều đang đi vô đi sắm vàng đây. Cái này thì hơi đau lưng cho mấy ông đây. Ừ.
ở Việt Nam hiện nay thì những người nào mà có có cha mẹ anh em ở bên Mỹ hay con cái bên Mỹ á, thì người ta bảo lãnh khoảng chừng 10 năm sau thì bắt đầu có thể được gia nhập quốc gia Mỹ. Thì vừa rồi bị Covid á, bị đình hoãn mất 2 năm. Thế ra cái số hồ sơ gì đó nó dồn quá nhiều đi. Thế ra nhiều người đứa con của người ta hồi trước mới có mười mấy tuổi à, mà sau một thời gian bắt đầu bị mắc kẹt. Mắc kẹt nó lên tuổi nó hơi cao, thì nó không biết mai kia Mỹ nó giải quyết như thế nào. Ok, tạm thời mình ngưng máy nha, để mình tải lên cho bà con cho dễ. Để mình coi để có gì comment bình luận gì đó. Rồi subscribe, following, theo dõi mình gì đó. Thì cho mình một cái nha, để mình đủ được 50 người rồi thì mình có thể mình live stream được dễ dàng hơn cho bà con. Rồi bye nha.